Bạn thân mến, bạn vốn dĩ chẳng thể tìm ra sự bình yên trong cuộc sống này. Tuy nhiên, khi tâm bạn đã thực sự sẵn sàng, thì bình yên sẽ tự khắc tìm đến. Bởi bình yên vốn dĩ vẫn luôn nằm trong tâm trí của mỗi người. Có những đêm dài ngồi lặng nhìn bên khung cửa sổ, trên bàn là vài tờ giấy A4 viết vội vài dòng. Mình ngồi đó chẳng biết làm gì cả, hết cầm bút lên tay rồi lại đặt xuống. Lòng chợt nghĩ về những chuyện đã qua, chuyện làm được, chuyện chưa làm được. Ôi sao mà mọi thứ nó nặng nề, nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của mình. Đêm vẫn cứ lặng lẽ trôi, người thì vẫn cứ tiến về phía trước. Chỉ có bản thân mình bị mắc kẹt lại ở lưng chừng mọi thứ. Tự như việc có người nổi trên mặt nước, cũng có người bị chìm xuống đáy. Duy chỉ có mình lại lững lờ ở giữa, chờ vơi ở hai điểm trên cao và vực thẳm. Đôi khi mình có cảm giác mình đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng mình lại không biết nó là điều gì, lại càng không biết diễn tả nó thành lời. Cứ mỗi khi mình giải thích với ai đó là tự nhiên ngôn từ lại trốn vào trong một góc tối tăm của lòng mình. Mình càng chạy trốn hiện thực thì hiện thực nó lại càng rõ ràng trước mắt. Mình càng chối bỏ cảm giác của thực tại, mình lại càng cảm thấy mình vỡ vụn ra. Mình của ngày còn nhỏ luôn mong sao cho mình có thể lớn thật nhanh để làm được những việc mà trẻ con không thể làm. Mình mơ ước được làm giống như người này người kia, nhưng mình lại chưa từng mong ước rằng mình có thể là chính mình. Ngày đó mình làm gì mà vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời ngủ trưa, chỉ thích đi chơi suốt cả ngày. Giờ đây khi đã đi làm, một giấc ngủ trưa cũng là một điều gì đó xa xỉ vô cùng. Càng sống mình lại càng nhận ra rằng có những việc vượt quá sức của một con người. Đôi khi chọn bỏ cuộc cũng chính là một chiến thắng trong lòng của mình. Có những chuyện phải mất một thời gian rất lâu nó mới tác động đến mình, nhưng cũng có một số chuyện chỉ trong vòng một đêm thôi, hay trong một khoảnh khắc mình đã vỡ lẽ ra được rất nhiều điều. Mọi người thường hay bảo mình là phải luôn cố gắng tiến về phía trước, đừng để bản thân dừng lại, nếu không sẽ không theo kịp với người khác. Mình hỏi lại họ, theo kịp người khác để làm gì? Thì chẳng có ai đưa ra câu trả lời cho mình. Có đôi lúc mình tự hỏi, mục đích sống của mình là gì? Và mình tự trả lời, sống để vui vẻ là được. Mình có một nhịp độ sống của riêng mình và mình không bao giờ tùy tiện để một ai đó phá vỡ nhịp điệu ấy. Mỗi một ngày mở mắt thức dậy chính là một ngày mới. Mỗi khi đêm về nhắm mắt ngủ lại chính là kết thúc một vòng đời, bỏ lại tất cả những chuyện đã qua ở phía sau. Có một người anh bị trầm cảm đã hỏi mình, điều gì đã giữ em lại ở thế giới này? Mình chỉ có thể đáp lại rằng, vì tò mò, em không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì với em gặp gỡ ai, em sẽ đi đến đâu, tất cả mọi chuyện đều là ẩn số. Và nó chỉ là ẩn số khi mà em còn tồn tại ở trên đời. Mình luôn tin rằng có một ai đó đang chờ đợi mình. Dù là ai đi chăng nữa thì đến thời điểm thích hợp mình sẽ gặp được họ. Cũng có đôi lần mình tuyệt vọng, mình muốn kết thúc đi cái vòng lặp sinh mệnh này. Mình cũng tò mò cả về cái chết, mình muốn biết đằng sau cái chết sẽ là gì. Nhưng cũng đúng thời điểm đó, lại như một bàn tay vô hình nào đó kéo mình lại, không để cho mình rơi vào cái vực thẳm tuyệt vọng. Nó chỉ cho mình đứng ngắm cái hố sâu đen ngòm đang cuộn trào ở phía dưới. Đôi khi mình đặt được một chân xuống vực, thế rồi giây trước giây sau lại có ai gọi tên mình, đưa mình trở về với thực tại. Có những lần mình chạy xe trên phố, đứng trước một ngã tư, mình phân vân không biết nên rẽ hướng nào. Mình cứ rẽ đại rẽ bừa một hướng, ngẫm lại những gì mà nhà văn Trần Dần đã viết trong những ngã tư và những cột đèn. Những ngã tư trên đường rẽ lúc nào cũng dễ hơn là đi qua những ngã tư trong cuộc đời. Ở trên đường nếu có sai thì chúng ta luôn có thể đi vòng lại. Nhưng nếu ở trong đời thì ta chỉ có thể đi tiếp mà không còn cơ hội cho mình sửa lại. Mình không nhớ rõ từng lời từng chữ ấy trong sách thế nào. Mình chỉ có thể nói đại ý nó như vậy, theo những gì mà mình nhớ và hiểu được. Mình tự hỏi không biết còn bao nhiêu cái ngã tư trong cuộc đời mà mình phải rẽ qua nữa đây. Có một dạo mình vẫn thường hay suy nghĩ vẩn vơ là đằng sau cái chết sẽ là gì? Sinh mệnh của chính bản thân mình, rốt cuộc là nó có ý nghĩa như thế nào? Mình cũng đã từng đọc rất nhiều sách triết học, cũng như tìm hiểu về các khía cạnh tôn giáo, nhưng mình lại chẳng thể nào tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Ngược lại, mọi thứ lại càng làm cho mình hoài nghi hơn về những hiểu biết ít ỏi của bản thân. Mình cũng từng quan sát những người có ý định tự tử, mình cũng muốn hỏi họ vì sao lại đưa ra những quyết định như vậy. Tại sao lại quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình? Có phải vì hiện thực tàn khốc đã làm họ không còn tha thiết gì đến cuộc sống này? Hay là vì họ đã nắm rõ được bản chất của cái mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay, nên họ muốn kết thúc tất cả để thoát khỏi cái vòng lặp vô tận ấy?
Mình cũng tự hỏi bản thân, nếu như gặp một người đang chuẩn bị tự tử, liệu mình có thể cứu vớt họ ra khỏi cái dằn vặt, đau khổ, dày vào cuộc đời của họ hay không? Mình muốn cứu họ, nhưng mình có thể làm bằng cách nào đây bây giờ? Mình như được chia làm hai nửa, một bên muốn cứu lấy họ, làm cho họ hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Nhưng đến cả mình còn không hiểu, thì làm sao mình có thể giải thích cho họ đây? Mình biết rằng ngày mai sẽ chẳng tốt hơn hôm nay là bao, mọi thứ vẫn tuần tự diễn ra theo thời gian. Và con người ta càng ngày càng tăm tối theo những gì mà họ trải qua. Mình cũng mong muốn họ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mình lại chẳng có gì để đảm bảo cho họ cả. Liệu mình cứu họ vào giây phút này, giây sau họ sẽ cảm ơn mình hay nguyền rủa mình vì ngày đó không để họ chết đi? Mình bất lực trước những gì mà thực tại đang diễn ra. Ngày qua ngày mọi thứ cứ lụi tàn dần bên trong. Một nửa còn lại của mình thì cứ muốn buông xuôi tất cả, tôn trọng những gì mà họ mong muốn. Có thể họ đã suy nghĩ và dằn vặt rất lâu trước khi đưa ra quyết định như vậy. Có thể họ cũng đã từng có những ngày mà trái tim tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp, nhưng những ngày đó lại đem đến cho họ quá nhiều khổ đau ở trong lòng. Tương tự như việc mắc bệnh ung thư, có người chọn từ bỏ việc điều trị để có thể sống những ngày còn lại của cuộc đời, làm những gì mà bản thân còn chưa làm được với chút thời gian còn lại. Cũng có người chọn điều trị cho mình theo liệu trình với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện và một lần nữa họ lại được sinh ra trong cuộc đời này. Có những con người họ biết được hạn định thời gian của mình là bao lâu, họ quyết định kết thúc mọi thứ vào một lúc nào đó. Và chỉ có họ là người hiểu rõ, thậm chí có thể họ sinh ra với một mục đích duy nhất là chuẩn bị chu toàn cho ngày mà họ lìa đời. Với những người như vậy, mình chẳng biết làm gì khác hơn là cẩn thận lắng nghe từng lời từng chữ mà người ấy chỉ dạy khi họ còn ở trên đời này. Ngày còn là sinh viên, ngồi trên ghế nhà trường, trong một buổi học về thần kinh, giảng viên của mình đã từng nói rằng thầy có một vài người bạn làm cùng ngành với thầy, nhưng đến một giai đoạn nào đó, các bạn của thầy lại chọn tự tử để giải thoát khỏi cuộc đời này. Thầy nói thầy biết rõ rằng bạn thầy có ý định như vậy, nhưng thầy lại không thể cứu được người đó nữa rồi. Lúc ấy mình cũng chỉ là nghe để cho lọt tai, suy nghĩ sao lại không thể cứu được người đó nhỉ? Cứu một người tại sao lại khó khăn đến như vậy? Nhưng mà giờ đây khi bản thân mình cũng trải qua hoàn cảnh tương tự, mình mới thấm từng lời từng chữ mà thầy nói khi ấy. Có những sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của một người. Đối với mình, mọi thứ nó cứ tựa như một tòa lâu đài cổ xưa. Trong tòa lâu đài ấy lại có hàng vạn cánh cửa đang chào mời ta mở ra. Có cánh cửa khi ta chỉ mới vừa xoay tay nắm lại cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo trên tay mình, nhưng ẩn chứa phía sau lại có thể là nguồn ánh sáng cứu rỗi cuộc đời ta. Cũng có những cánh cửa ban đầu là cảm giác ấm áp, nhưng khi cửa mở ra ta lại thấy nó là một vực sâu đen ngòm không đáy, cám dỗ ta đi vào cõi hư vô tận cùng. Đôi khi mình cũng nghe mọi người bảo rằng việc một ai đó chọn kết thúc cuộc đời mình là yếu đuối và nông cạn, nhưng mình chỉ im lặng và mỉm cười cho qua, bởi đối với mình họ là một điều bí ẩn mà suốt đời mình không bao giờ tìm được câu trả lời. Mình hy vọng các bạn sau khi đọc xong những dòng này sẽ an ủi được phần nào những suy nghĩ tiêu cực bên trong bạn. Có thể mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép khiếm khuyết và những tâm hồn vụn vỡ, nhưng đâu đó trên thế giới vẫn luôn có những con người chờ đợi để ta được gặp họ và cứu rỗi họ theo một nghĩa nào đó. Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn rằng thế giới này vẫn còn vô số điều tươi đẹp nếu chúng ta đừng để ý đến những gì dư thừa xung quanh, tập trung vào bản thân của chính mình. Cảm ơn bạn vì đã chọn ở lại thế giới này. Biết ơn hiện tại, trân trọng những thứ đang có và nỗ lực chống lại nghịch cảnh là cách mà chúng tôi đã làm. Có thể cuộc sống hiện tại khiến bạn tưởng chừng như không thở nổi, cũng xin bạn hãy cố gắng kiên trì thêm một chút nữa vì chúng ta của sau này nhất định đều là những phiên bản tốt hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, thức dậy thật sớm, chọn một bộ quần áo thật chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng. Sau bao năm cố gắng, nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã chính thức tự lập, không cần phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ, tôi được sắp xếp một bàn làm việc. Có lẽ là công việc đầu tiên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Phòng làm việc không quá lớn, văn phòng chỉ tầm 10 người và không khí cũng có vẻ khô khan. Sau khi làm việc một tuần, tôi đã quen được hai cô gái rất nhiệt tình và nhiều năng lượng tích cực. Mỗi khi gặp hai cô gái đó, tôi nhận ra cuộc sống thì ra có rất nhiều niềm vui, đầu đầu cũng là niềm vui. Nhưng một lẽ tự nhiên, chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn. Hân Dinh là cô gái hoạt bát, làm việc lúc nào cũng nhanh nhẹn và có vẻ vội vàng. Linh Lung là một cô gái có niềm yêu thích biết tiểu thuyết, tính cách vô tư và lương thiện. Điểm gắn kết chúng tôi là chúng tôi đều có chung sở thích đọc truyện, xem phim và đều chưa có mảnh tình vất vai.
Sự vô tư của cả hai khiến tôi, một người thiếu cảm giác an toàn và mắc chứng overthinking, cảm thấy rất ấm áp và an ủi. Năng lượng tích cực từ hai cô bạn khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi từng nghĩ điều gì đã khiến hai cô bạn tôi lạc quan như vậy? Phải chăng cuộc sống của họ luôn tràn đầy những điều thuận lợi? Một hôm như thường ngày, sau bữa trưa chúng tôi sẽ vào phòng nghỉ để nghỉ trưa. Chúng tôi bỗng nổi hứng kể với nhau về câu chuyện của chính mình. Và hôm đấy tôi nhận ra, thì ra hai cô bạn của tôi để trở thành phiên bản vui vẻ của hiện tại đã phải trải qua những chuyện bất hạnh và biến cố lớn. Thì ra dáng vẻ hạnh phúc hiện tại đã phải trải qua rất nhiều biến cố của quá khứ. Hân Dinh, cô gái lúc nào cũng giữ nụ cười thật tươi trên môi. Thì ra cô ấy là một cô tiểu thư, từ nhỏ đã không phải lo đến cái ăn cái mặc. Thế mà năm thứ hai sau khi lên đại học, gia đình cô xảy ra biến cố lớn. Bà cô đột ngột mất và gia đình phải gồng gánh khoản nợ lớn. Hân Dinh đã phải làm một lúc rất nhiều việc thời sinh viên, phải tự mình trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Từ một cô tiểu thư tay không chạm nước, thế mà cô bạn nghị lực của tôi đã phải gồng gánh cả một gia đình. Có lúc làm việc đến kiệt sức, bị thương trong lúc làm việc là việc thường xảy ra. Nhưng Hân Dinh vẫn kiên cường nỗ lực. Sau khi tốt nghiệp, cô đến công ty hiện tại làm việc. Dù không đúng chuyên ngành, nhưng cô vẫn thấy rất mãn nguyện với hiện tại. Số lương không quá cao, nhưng ổn định và đủ để chu cấp cho em trai, em gái cô tiếp tục đi học. Linh Lung, cô gái mộng mơ và nhiệt huyết. Gia đình cô là một gia đình phong kiến, trọng nam khinh nữ. Để có thể cho cô đi học đại học, mẹ cô đã phải gồng gánh rất nhiều. Mặc dù nhận phải sự phản đối từ gia đình, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Nhà cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Mỗi ngày trước khi đi làm, cô phải dậy rất sớm để phụ cho ba mẹ dọn hàng. Và mỗi chiều tan làm, phải chạy vội về nhà để phụ mẹ bán hàng. Công việc hiện tại dù không áp lực, nhưng số lương khá ít ỏi. Bên cạnh công việc văn phòng 8 tiếng, Linh Lung còn nhận thêm rất nhiều công việc tự do khác liên quan về thiết kế đồ họa. Dù thời gian làm việc đã đầy kín, nhưng Linh Lung vẫn luôn nhiệt huyết với sự nghiệp viết truyện của mình. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ nỗ lực của hai cô bạn. Tôi cứ nghĩ bản thân đã đủ bất hạnh và vất vả. Luôn sống trong tâm lý của nạn nhân, tôi nhốt mình trong vỏ bọc an toàn bản thân tự tạo ra. Nhưng khi bên cạnh họ, tôi nhận ra dù hoàn cảnh có khó khăn cũng không thể ngăn được mưu cầu hạnh phúc của mọi người. Vui cũng phải sống một ngày, buồn cũng phải sống một ngày. Chỉ có dũng cảm và không ngừng bước tiếp về phía trước mới có thể thay đổi vận mệnh. Sau một năm làm việc, tôi quyết định nghỉ việc để đi Đài Loan học tiếp MBA. Dù rất không nỡ, nhưng tôi cũng phải nói lời chia tay với hai cô bạn đồng hành cùng mình trong những năm tháng chập chững mới đi làm. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau suốt ngần ấy thời gian. Hai năm sang Đài đã thay đổi tôi rất nhiều. Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử làm những việc mà bản thân chưa từng dám làm trước đây. Cuộc sống của tôi đầy màu sắc, tôi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động giao lưu tập thể và cũng đã cho mình cơ hội tìm hiểu một mối quan hệ mới. Dù không đi đến cuối, nhưng chúng tôi cũng đã có nhiều niềm đẹp ở bên nhau. Tôi tự hào vì phiên bản hiện tại của bản thân và hạnh phúc vì không còn nghĩ bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp nữa. Hân Dinh sau khi lo cho em trai và em gái ổn định cũng đã quyết định chuyển việc, một công việc đúng với chuyên ngành kinh tế. Hiện tại cô đã trở thành trưởng phòng của một công ty có tiếng ở Sài Gòn, cũng đã tìm được cho mình một chuyện tình ngọt ngào. Còn Linh Lung cũng đã trở thành tác giả nổi tiếng, bộ truyện của cô đã được chuyển thể thành phim. Có điều hiện tại cô nàng vẫn độc thân vô tính, mà theo như cô nói thì có lẽ do duyên âm. Đấy là cách mà chúng tôi lấp liếm cho sự độc thân của mình. Chúng tôi qua những năm tháng đều trở nên tuyệt vời hơn. Thời gian là phép thử tốt nhất, nó giúp chúng tôi những phiên bản không hoàn hảo dần trở nên tốt đẹp. Những biến cố và tổn thương dù đau đớn nhưng đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Biết ơn hiện tại, trân trọng những thứ đang có và nỗ lực chống lại nghịch cảnh là cách mà chúng tôi đã làm. Có thể cuộc sống hiện tại khiến bạn tưởng chừng như không thở nổi. Cũng xin bạn hãy cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, vì chúng ta của sau này nhất định đều là những phiên bản tốt hơn. Bạn thân mến, mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước, nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, vẫn tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình. Nhưng hôn nhân rõ ràng là một trò chơi may rủi. Dù họ có tự tin đến đâu thì một mối quan hệ vẫn phải phụ thuộc 50% vào đối phương. Khi người con gái lỡ thì là vì họ không gặp được người đàn ông đủ tốt, hoặc người đàn ông ấy tốt với cả thế giới nhưng lại quá vô tâm với người phụ nữ của mình. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư Yêu một người tốt với cả thế giới được gửi đến từ Tâm Chi.
Màn đêm buông xuống, phố xá chìm ngập trong yên tĩnh. Trước ánh sáng heo hắt từ những ánh đèn điện cuối góc phố, cô thất thần nhìn theo. Cô để cho tâm trí của mình miên man theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Ừ thật, mình đã 35 tuổi rồi. Có phải là cái tuổi quá lứa lỡ thì như lời bà hàng xóm nói hay không? Hay hòa chăng là cái chặt lưỡi của bà Năm? Số con lận đận ghê. Lời cảm thán thốt ra từ miệng của người đàn bà mà cô yêu quý vẫn không mấy dễ chịu hơn. Cái mờ nhạt của những bóng cây phất phơ dưới nền đất cô quạnh vẫn không đáng sợ bằng cái suy nghĩ đang bào dần bào mòn tâm trí cô bây giờ. Cô sợ đàn ông, sợ tình yêu. Yêu, nghe mà xót xa, mà đớn đau, mà tội nghiệp. Cô đã từng yêu chưa? Rồi. Đã từng có mối tình đẹp chưa? Có chứ. Nhưng rồi kết quả của những mối tình đó là cô đối diện với chính mình trong bóng đêm mờ nhạt. Ảo ảnh hiện ra trước mắt như một thước phim chậm, cũng như một vết cắt hằn sâu trong tâm trí. Hùng, mối tình gần nhất của cô. Một năm bên nhau, cô đã cố gắng vun vén bao nhiêu chứ? Đã nỗ lực như thế nào chắc anh cũng hiểu. Nhưng kết quả thì sao? Cô và Hùng vốn là bạn học cũ của nhau. Sau đó vì anh rời quê lên thành phố nên trở nên xa cách, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Khi cô lên đại học, hai người đã là bạn thân. Anh và cô hầu như biết hết về những mối tình của nhau, kể cho nhau nghe và cùng đi qua những tháng ngày chông chênh đó. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, anh và cô đã qua rồi cái tuổi thanh xuân mơ mộng. Thế rồi không biết từ khi nào họ đã đến với nhau với mong muốn xoa dịu những vết thương và hàn gắn những vết nứt do năm tháng để lại. Cô cũng đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ, nhưng thời gian đó quá ngắn để cô có thể lấy nó làm động lực vượt qua những khó khăn mà cô đang đối diện. Tình yêu suy cho cùng cũng là sự ích kỷ của con người mà họ mang nó ra làm rào chắn để che giấu suy nghĩ và toan tính riêng của bản thân. Cô không còn trẻ, vốn cũng muốn an phận vì mình không còn là cô gái đôi mươi để tự do lựa chọn và dễ dàng đi lại con đường khác khi lầm đường. Cô e ngại khi người đời vẫn nghi ngại nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Cô lần nữa cố gắng, mong chờ, hy vọng, rồi tuyệt vọng. Hùng, người bạn trai của cô, suy cho cùng anh cũng khá tốt. Còn người chững chạc, đỉnh đạt, công việc ổn định, tốt đến mức anh lo trả nợ mấy trăm triệu cho người em trai cờ bạc. Tốt đến mức thay bà mẹ chăm lo cuộc sống cho các em từ việc học hành, tốt nghiệp đến dựng vợ gả chồng. Tốt đến mức thay các anh em làm tròn chữ hiếu, một tay chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ để các em chuyên tâm lo cho gia đình nhỏ. Ở góc quán cà phê quen thuộc, khi cô thẳng thắn đề cập đến chuyện tương lai, anh chỉ bảo: như thế này không phải tốt lắm hay sao? Mỗi ngày anh và em đi làm về, mình lại đi ăn, dạo phố, cà phê, rồi lại về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mới. Em sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần của anh, cùng anh chia sẻ mọi thứ, những áp lực, mệt mỏi mà anh đang gánh vác. Anh hiện tại chưa thể cho em câu trả lời, không có thời hạn, không có định hướng, và tất nhiên, không có cả tương lai. Đúng rồi, năm hay 10 năm nữa, anh vẫn là một anh chàng bánh bao, thật không quá khó khăn để bắt đầu cuộc sống mới. Một cô bạn gái mới và rất có thể là một gia đình mới. Nhưng cô thì sao? Cô sẽ bắt đầu lại như thế nào khi cô bước vào tuổi 35 hay 40, người chẳng còn linh hoạt, đầu óc thiếu minh mẫn và con tim lởm chởm những vết thương chằng chịt. À, anh lo khi em trai anh chưa chững chạc, trưởng thành, lo em gái còn cơ cực và ba mẹ già không ai chăm. Nếu anh cưới vợ, phải lo cho vợ rồi cho con, ai sẽ thay anh gánh vác những điều ấy? Anh đúng là người con có hiếu, người anh trai tuyệt vời. Nhưng ở địa vị là một người anh trai, anh thật tồi tệ. Nước mắt rơi xuống rồi, nóng hổi và mặn chát.
Cô đẩy ghế và bước đi sau khi xả vào mặt người đàn ông tốt với cả thế giới, ngoài trừ cô. Anh ích kỷ lắm. Anh chỉ nghĩ cho anh. Nếu anh xác định sống vì gia đình, vì cha mẹ, anh em, tại sao anh lại bước vào mối quan hệ với tôi? Hết lần này đến lần khác, anh né tránh, anh phớt lờ những chất vấn của tôi. Anh cần thời gian bao lâu để trả hết nợ cho em trai? Anh cần bao lâu để ổn định lại cuộc sống, để báo đáp mẹ cha? Tôi chưa một lần ngăn cản anh báo hiếu. Chỉ là em của anh không thể trưởng thành như anh mong muốn nếu anh cứ đi sau dọn dẹp hậu quả cho nó. Còn đối với tôi, anh cần bao lâu mới có câu trả lời? Cần bao lâu mới cho tôi một gia đình đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là một người có mặt những lúc anh cần? Còn khi tôi cần, anh đang ở đâu? Chia tay đi. Tôi bước đi nhanh trong khi người đàn ông đó vẫn cúi mặt không đáp, hèn nhát. Đúng vậy, dù mạnh mẽ đến đâu tôi cũng không thể che giấu sự uất ức đang dâng trào trong cơ thể, mà chỉ có những giọt nước mắt thi nhau chảy không ngừng trên gương mặt mới có thể phần nào xoa dịu lấy tôi. Đây đúng là chàng trai của mẹ trong truyền thuyết. Tất cả các dịp lễ Tết, sinh nhật 20 tháng 10, 8 tháng 3, anh ở bên mẹ thì thôi đi, 14 tháng 2 anh ta vẫn túc trực bên mẹ. Mong bà vui vì ba không phải là người lãng mạn. Cô muốn hét thật to, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể nép vào một góc tường, ngồi sập xuống, bừng mặt khóc. Cô trở về phòng, lòng trống rỗng. Mở điện thoại lên, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Cô buông lỏng hai tay, tuyệt vọng không nói nên lời. Ngày mai, ngày mốt và nhiều ngày sau đó nữa, cô vẫn chuẩn bị đi làm, đón ngày mới bằng nụ cười tươi tắn. Mọi người đều nói cô là người mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh và vui vẻ. Chỉ có cô khi đối diện với chính lòng mình mới biết bản thân cô độc và đáng thương biết chừng nào. Cô vẫn đang chơi vơi trong chính cuộc sống của mình. Bạn vừa lắng nghe tâm sự của Tâm Di. Phụ nữ muộn chồng có nhiều lý do. Có thể vì họ gặp sai người, cũng có thể vì người thật lòng yêu họ chưa bao giờ dám mở lời. Cuối cùng lại lãng phí những năm tháng mà cả hai cùng mòn mỏi đợi chờ. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe truyện ngắn Gái Lỡ Thì của tác giả Lê Hứa Huyền Trân. Năm 40 tuổi chị vẫn chưa lấy chồng. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại là chị cả trong nhà, chị chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì cho bản thân. Khi thanh xuân vừa đến, chưa kịp bắt đầu yêu thì ba mất. Trụ cột trong nhà ra đi, người mẹ già yếu và đàn em thơ khiến chị dường như chỉ biết sống với nỗi niềm tận lực, cố gắng làm tất cả để lo cho gia đình. Chẳng mấy chốc, nhờ tính chịu thương chịu khó, chị xin được vào làm ở một công ty lớn. Tính chất của công ty khi mỗi ngày đi làm đều là một cuộc đấu tranh, nhưng nó lại khiến chị hào hứng. Phần vì tuổi trẻ háo thắng, phần vì thực lực được công nhận. Cứ thế chị dần quên đi thanh xuân của mình, chưa một lần lỗi nhịp vì ai. Được ít lâu mà chị qua đời, chị trở thành người nuôi dưỡng bốn đứa em. Từng giây của cuộc đời chị là một cuộc chạy đua không mệt mỏi và chưa bao giờ dừng lại. Đến khi chúng lớn dần lên, chị dựng vợ gả chồng cho từng đứa, thì cũng là lúc chị chợt nhận ra ngôi nhà nhỏ chỉ còn bóng hình của một phụ nữ nửa chừng xuân. Chị này, hay chị cứ thử tìm hiểu một ai đó xem. Em nghe đâu phòng bên có anh Đình, nghe đâu được lắm đó, cũng trạc tuổi chị. Thử thôi chị, có chết ai đâu. Nhà em đồng nghiệp mồi chài chị, ban đầu chị không thích. Đã quá lâu chị chưa bước ra khỏi vỏ bọc của mình, cũng chưa hiểu phải đối xử với một người khác giới là như thế nào. Chị cuồng công việc, về đến nhà chỉ lo cho gia đình. Dù công việc chị thăng tiến đến đâu, thì trong giao tiếp với đàn ông, tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhờ sự tác động của đứa em, chị bắt đầu có những cuộc hẹn đầu tiên với người đàn ông tên Đình ấy, là người của tổ nhân sự. Theo như cách anh ta giới thiệu là vẫn còn độc thân. Hai người bắt đầu điện thoại qua lại, tâm sự hàng đêm.
Có lẽ vì đều bước vào tuổi băm và cũng vì đều quá cuồng công việc, nên hai người cũng có khá nhiều điểm chung để nói. Chị là ai? Ai vậy? Tôi thấy chị và anh Đình hay nhắn tin cho nhau, điện thoại nữa. Chị dừng lại đi, đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi là vợ của anh ấy. Mối tình đầu của chị tan vỡ đơn giản chỉ vì sự nói dối của một người đàn ông. Nhưng khi mọi việc bắt đầu lộ ra, mọi người nhìn chị bằng những con mắt khác. Có người nói, làm sao chị không biết người kia đã có gia đình được? Chị phá vỡ gia đình người ta. Có người dạy biểu chị đã lỡ thì, bỗng nhiên tuổi tác cũng trở thành một vấn đề để khinh rẻ. Chỉ một số ít mới thấy chị đáng thương khi bị lừa dối. Người đàn ông thứ hai đến với chị là một đối tác giao tiếp, làm việc với chị từ lâu. Câu đầu tiên anh ta nói với chị là mình hãy thử tìm hiểu nhau đi. Nhưng câu thứ hai đã là đã ế quá rồi, sao thôi chứ cần gì tính toán. Có thể là lời nói đùa mà thôi, nhưng nó vô tình làm chị cảm thấy bị tổn thương. Người phụ nữ khi đã quá tuổi dường như chỉ được xem như một món hàng giảm giá, không có sự lựa chọn, là ai cũng được. Anh ta giàu, mình cũng quá lứa rồi. Thôi cứ ân thuận về làm vợ, tới đâu thì tới, tuổi này rồi làm gì có quyền lựa chọn ai. Ngay cả những người khoan của chị cũng khuyên như thế. Chị chợt nhận ra phận người phụ nữ bi đát quá. Dù thế chị vẫn mong dành thời gian để nói chuyện tìm hiểu. Chị không muốn sự lựa chọn của cả một đời người là sai lầm. Tôi nói rõ luôn với em là tôi không có thời gian cho việc tìm hiểu. Một là cưới, hai là thôi. Nam nữ sinh ra chỉ có cho việc này mà thôi. Không hiểu từ việc này mà anh nói là gì, nhưng chị lại kết thúc một mối tình thoáng qua mau chóng. Chị uống nước đường đỏ, hình như chị lại đau bụng. Anh nhẹ nhàng đặt trước mặt chị. Từ mấy năm trước, trong một lần vô ý biết ngày tới tháng của chị và chị đau bụng như thế nào, anh vẫn hay để ý nấu loại nước này. Chị không cần cố gắng để kiếm tìm một người đàn ông hợp với mình rồi miễn cưỡng. Bất quá thì cứ như tôi này, độc thân và chơi với nhau từ bấy giờ. Câu nói của người đàn ông trẻ hơn chị non 2 tuổi và đã là đồng nghiệp kể cũng hơn chục năm từ những ngày mới vào làm khiến chị bật cười. Chị và anh quá thân với nhau và luôn là một tổ hợp nổi bật nghiện công việc trong công ty, đến độ chị không nhận ra khi chị trải qua những khó khăn nhất trong cuộc đời chị đều có anh. Cả khi chuyện với người ngoại tình kia xảy ra, khi mọi người dè biểu, cũng chỉ có mình anh nói với tất cả. Mọi người đều đã là đồng nghiệp lâu năm, đều hiểu rõ chị, nhưng cuối cùng là chỉ vì một đề tài trò chuyện mà nỡ bán đứng chị sao? Ai lo cho mấy người kia khi vừa vào công ty? Chị báo tận tình, ai đưa ra lời khuyên, ai gánh tội khi mọi người bị cấp trên quở trách? Chị phá vỡ gia đình người ta, bản thân các người đều biết rõ câu trả lời, nhưng các người đều trốn tránh, việc xấu bao giờ cũng dễ buông chuyện hơn. Cũng chỉ mình anh mỗi tối sau khi tan ca đều để lại nơi bàn chị một hộp sữa. Và sau khi những việc không hay xảy ra, cũng chỉ mình anh tối nào cũng tới nhà chị chở chị đi ăn cho kỳ được, do sợ chị bỏ bữa. Chị đánh vào vai anh bản thân cái bộp rồi tự sốc lại tinh thần mình làm việc tiếp. Tiếng một người nói nhỏ vào tai anh, hơn thập kỷ rồi đấy, đến khi nào mới nói với chị ấy? Chỉ là lý do cậu vào công ty này. Anh phì cười, không sao đâu anh, em đã đợi chị ấy cả từng ấy năm, đến giờ em vẫn còn đợi được. Bạn suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của tuần này? Hãy để lại bình luận của mình nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.
Thank you.